nhưng mà chúng ta đi xe vì nhân sự vì cả đồng tệ vì cuộc chiến chính quy cộng sản chúng ta cũng an toàn. Kính thưa cha, thưa cụ xoài, kính thưa quý sơ, kính thưa quý vị ở trên mong cầu của bố và có tòa, hôm nay con xin đại diện cho cộng đoàn để nói lời tạm chia tay và tri ân đến cha viện chân sư kinh xe. Con biết rất nhiều quý ông bà anh chị em cũng muốn bày tỏ những tâm tư tình cảm của mình với vị phụ tử đã đồng hành với giáo sư trong 6 năm qua, nhưng thật khó để bày tỏ lúc này. Trong thân lễ giải quyết vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Chú Xe đã khẳng định chính Chúa Thánh Thần đã sai các cha lên đường. Dưới quan báo thông tin, chúng con và cả cha đều sẵn sàng, vui vẻ đón nhận tâm ý. Nhưng với con tâm phạm nhân, thì việc phải sai, nó cứ sai sai thế nào. Nói thế, thấy cái tình sự yên bình lưu luyến đã rất ác chi phối khi đón nhận sự biến chuyển này. Nhưng một sự thật là cha lên đường lần này để với khả năng và lời hứa mê cha sẽ mang lại lợi ích thiêng liêng cho một cộng đoàn bất đạo hơn đang cần cha. Chúng con cầu nguyện cho cha với tình yêu mến và sự khôi phục của toàn thể trên Chúa giáo sư Tổ Xoài. Kính thưa cha, 6 năm một khoảng thời gian để cha con cùng đồng hành, hiểu và cùng cộng tác với nhau nhằm xây dựng một giáo xứ hiện nhất và là tổ chức yêu thương, phục vụ giữa đời. Những ước mong ấy chúng ta đã thực hiện được bên cạnh những điều chưa thể thực hiện do hoàn cảnh khách quan, sự bất lực, khuyết khuyết của con người. Song song đó còn là sự chủ quan, thiếu tôn trọng, bất xứng đối với cha. Chúng con xin cha thứ lỗi và cầu nguyện cho chúng con, cho giáo xứ. Một giáo xứ với 65 tuổi đời, trải qua nhiều thăng trầm, vui buồn với nhiều vụ mục tử coi sóc. Và trong hành trình đó, chúng con luôn ghi nhớ và tri ân đến cha bởi những điều tốt đẹp cha dành cho giáo xứ Quần Xoài thân yêu. Kính thưa cha, với 6 năm, dù không dài, nhưng cũng đủ để cha nắm bắt tâm tư tình cảm của giáo dân Quần Xoài, những thói quen đạo đức, những gương mặt thân quen của các cụ cho đến các em thiếu nhi và nhiều kỷ niệm khác nữa. Nó được quên chặt, gói ghém bởi hai chữ Quần Xoài. Và phải chăng như một nhà văn nào đã nói, đất đã bóng hóa tâm hồn. Xin cha luôn cầu nguyện cho giáo xứ, cho mỗi người chúng con biết sống thánh thiện và hiện nhất để Quần Xoài xứng đáng với các lớn cầu hay người nhút là các thánh tử đạo Việt Nam. Cuối cùng, chúng con kính chúc cha thành công và hạnh phúc nơi địa sở mới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào sức khỏe, bình an và niềm vui của Ngài xuống trên cha. Giáo xứ Quần Xoài kính chào cha.